Rồi trưa nay em cập nhật clip những con bò giống ở trại bò giống Long An anh chị. Nó mấy ngày nay thì lo làm san lấp mặt bằng. Nói chung là đường lộ đã làm nhựa đó anh chị ơi. Đó thì mình san lấp mặt bằng làm đường xá nên cũng không có thời gian đi bắt bò thêm. Nên có gì quay nấy. Đó, hàng tơ chữa nè. Vô chữa. Mẹ con. Tâm địch. Đậu luôn tôm đực đó anh chị, con tôm đực sáng giờ mới được ăn đó anh chị ơi. Bò ở trại thì về giác ăn thì bất thường, cặp chữa một tháng lòng chim chữa hú chữa 8-9 tháng mẹ con. Tờ chữa nè. Khủng long chữa. Mấy con khủng long chữa. Wow, đây hình con này đấy. Ăn okay.